Trong video này chúng ta nói về kiểm tra rồi thay đổi các quyền trên thực hiện hình file. Thì chúng ta biết rằng là các trên Linux mọi thứ đều là file. Việc kiểm tra xuất quyền nó quan trọng, gọi là ls-l để hiện ra thông tin của các quyền trên đó. Ở đây chúng ta sẽ có thiết lập đây là có 5 nhóm. Nhóm 1 là đầu tiên, nhóm 2 3 tiếp theo, nhóm 3 3 tiếp cuối cùng là nhóm 5 là câu chấm cuối cùng. Thì cái nhóm 1 block đầu tiên ấy thì là quyền đặc biệt cho cái file hiện đặt ở đây. Nếu mà file thông thường thì không có gì cả, tức là dấu gạch ngang. Nếu thư mục là dấu chữ D, nếu là link như là cái link mềm ấy thì là chữ L. Nhưng còn những cái file quyền đặc biệt để chạy như là cho cái nhóm kia thì có là quyền S. Còn những cái quyền đặc biệt để sticky, tức là chỉ người dùng có thể có quyền là thay xóa cái file đó hoặc thay đổi tên file hoặc là những file thì gọi là sticky bit và T. Cái nhóm 2 thì đó là quyền của người dùng có quyền đọc, quyền ghi, quyền chạy thực thi. Nhóm 3 là cho cái nhóm người dùng nó thuộc vào cùng nhóm mới được làm được đó, đó là quyền, tức là cái file này nó thuộc phần sở hữu của nhóm nào thì nhóm đó quyền thực thi đấy. Có khối thứ tư đó là những người dùng khác, những người không có quyền gì cả, không quan hệ gì nhóm hết, họ quyền gì. Và cuối cùng nhóm 5 là chỉ ra sử dụng cho cái nội dung SLinux mà chúng ta đã quan tâm vào ở chương số 10. Thế rồi quyền chúng ta dùng lệnh là chmod trên mod ấy, đó. User này, group, other cộng là thêm mà trừ là bỏ, bỏ cũng read, đọc, ghi và thực thi. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái mã 8 bit octa thay thế cho cái sử dụng cái thằng này, bình thường này là rõ ràng hơn. Ngoài ra chúng ta có thiết lập mặc định, nó gọi là umask. Mặc định này thì chúng ta sẽ có là người dùng được quyền đọc khi sẽ thi, nhóm là quyền đọc thực thi, còn người khác thì quyền đọc đọc thực thi, nó mặc định. Không, với người dùng root thì mặc định thực thi nó là 0222, còn người dùng thường chỉ là 002 thôi. Nó hạn root hạn chế hơn. Tức là chúng ta có quyền được ghi và thông cho nhóm, và người khác có quyền được xóa. Tốt nhất chúng ta không thay đổi cái này, nên mặc định rồi, nguyên thay. Còn nếu mà chúng sử dụng cái quyền là 000 ấy thì sao? Nếu mà đặt là 000 thì cái quyền đó chỉ là đọc và ghi, không có chạy, không có thi gì cả. Có bốn cái ạ, bốn bốn. Nếu không nói sáu thì trước hết quyền chỉ có cái quyền của cái người mà sở hữu, người tạo ra đó thuộc quyền đọc ghi thôi, read write, còn người khác không có quyền. Người ta 8 thì cái này không được phép, chỉ được đến 7 thôi. Nếu bây giờ chúng ta cần phải tạo một thư mục cho một người dùng đặc biệt, nhóm người dùng đặc biệt để thay đổi hoặc là thay đổi cái quyền sở hữu của file, chúng ta cần phải thay đổi cái quyền sở hữu của file hoặc đó, lệnh chown là trên owner hoặc trên group sẽ được sử dụng tạo một phần này. Đây là đang quyền root ạ, chúng ta muốn chuyển cho người dùng khác thì mà trên là group s này, người dùng này nó sẽ phải là trên group chuyển của cái quyền sang
Trên group Finance Accounting, accounting thì phải trên group này. Tiếp theo, chúng ta có người dùng là Sonia và Matilda. Thì chúng ta hãy chuyển gắn nó vào cái nhóm người dùng Finance Accounting. Sau chúng ta sẽ chuyển cái quyền của cái thư mục Personal Sonia cho cái người dùng Sonia đây. Tức là cái nhóm nó root nhưng mà người dùng là Sonia. Thì đây chúng ta sẽ mở cái CSO Matia ta gán cái quyền sở hữu để đọc ghi trên này cho người dùng Matia và nhóm người Matia cho cái thư mục Personal Matia đây, nếu chỉ trên có 2.5 hai chấm m. Nếu chúng ta muốn thay đổi quyền của một nhánh nào đó, chúng ta chuyển trừ row, set row trừ r thì ta sẽ để quy tất cả từ trên xuống dưới luôn. Trừ r cái v này hiện ra verbal thì hiện thông tin ta ghi thay đổi cái gì. Đây là thay đổi cái copy thông tin từ audit này về personal này. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh trừ r để ta sẽ đang lại copy không? Ta sẽ bắt đầu chuyển sang copy trừ v này, không biết là chuyển trừ r cái thì tất cả những cái file trong cái này không biết này nó sẽ lập tức chuyển sang cái quyền của thằng Matthew. Tiếp theo ta nói việc là dùng những quyền mật đặc biệt thì là set UID hoặc là get UID, UID. Thôi, sau đi. Tạm nhé.